Chào mừng các bạn trở lại loạt bài hướng dẫn lập trình C cơ bản. Trong ngày nội dung này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những cái hàm vào cho chuẩn trong cái thư viện chương trình C liên quan đến ký tự và số ký tự. Như từ trước đến bây giờ, chúng ta đã rất là quen thuộc với cái hàm đó là scanf, cũng như là cái hàm xuất ra màn hình, đó như là cái hàm tự nhiên mình quên biến nó là nó là printf đấy. Thì hai cái hàm đấy thì cũng cho phép chúng ta đó là nhập một cái tự và xuất một cái tự ra màn hình, cũng là cho phép chúng ta nhập một sâu cái tự và cũng xuất một sâu cái tự ra màn hình. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái định dạng phần trăm C đối với các ký tự và định dạng phần trăm S đối với sâu ký tự. Như vậy thì cái hàm cái printf cũng như là scanf thì nó rất là đa dạng rồi, phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số các hàm nữa. Ở đây thì nó hay sử dụng và thường là đây là những cái hàm chuẩn để chúng ta thay thế cho những cái hàm, tức là chúng ta sẽ sử dụng nó trong những trường hợp nào nó phù hợp. Ở đây chúng ta có cái hàm đầu tiên là cái hàm getCha. Đấy, cái hàm này cũng cho phép chúng ta nhập một ký tự vào từ bàn phím và lưu ý là chỉ nhập một ký tự duy nhất. Và cái giá trị trả về của nó là giá trị INT này ấy, chính là cái giá trị mã ASCII với ký tự mà chúng ta nhập vào từ bàn phím. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái hàm getS thì nó sẽ trả về một sâu các ký tự hay là trả về cái đây là con trỏ tra. Đấy, con trỏ tra thì nó sẽ trỏ đến phần tử đầu tiên trong danh sách hay là trong cái mảng tra của chúng ta. Và nó có ba cái tham số. Tham số đầu tiên chính là cái mảng dùng để lưu cái các ký tự của cái sâu chúng ta nhập vào từ bàn phím ấy. Các bạn có thể sử dụng các dấu cách giữa các từ của cái sâu chúng ta. Và cái tham số thứ hai chính là số lượng ký tự tối đa tính cả null. Như vậy thì nó sẽ chỉ cho phép chúng ta là nhập n-1 ký tự. Đấy, còn ký tự cuối cùng là null, bởi vì theo như cái lý thuyết mình đã giới thiệu với bạn ấy thì cái giá trị cuối cùng của cái sâu ký tự nó luôn là ký tự null. Tiếp cái thằng std này là cái mặc định để chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím, bởi vì cái hàm ghép fgss này nó còn sử dụng để đọc dữ liệu từ file nữa, cho nên là chúng ta sẽ đến lúc đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đọc file, chúng ta sẽ nói lại và cái định dạng của nó sẽ không phải là std của tham số thứ ba này nữa mà là một cái khác. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhập dữ liệu vào từ bàn phím thôi, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng STDIN, cái này là viết tắt của Standard Input Stream, và nhập vào dữ liệu từ bàn phím đấy. Và nếu chúng ta đang nhập mà ấn Enter thì nó sẽ tự động hiểu là cái dữ liệu của ta bị ngắt rồi, như vậy thì nó sẽ dừng cái việc đọc. Và hoặc là chúng ta gặp cái ký tự signal ấy, new line đấy, thì nó cũng sẽ ngắt. Đấy. Cái hàm thứ ba là cái hàm putcha. Thì cái hàm này nó cho phép chúng ta là ném một cái ký tự nào đó ra màn hình để hiển thị. Thì nó tương tự như cái hàm printf với định dạng phần trăm C. Đấy. Nó cũng trả về một cái giá trị INT, tức là cái giá trị này nghĩa là cái giá trị là mã ASCII của cái giá trị in ra trong tham số này. Tiếp theo hàm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu các bạn ở đây đó là cái hàm putdef. Đấy, cái hàm này thì nó tương đương với printf với định dạng là phần trăm s, tức là để ném một cái sâu ra màn hình hay là in một cái sâu ra màn hình, và cái nó sẽ kèm theo sau là một cái xuống một cái dòng mới, tức là thêm một cái new line vào cuối sau khi mà chúng ta in được cái sâu trong cái tham số này ra màn hình. Đấy, như vậy thì nó rất là đa dạng, không nào? Ngoài ra thì nó còn có các hàm như là sprintf hay là scanf, thì tuy nhiên đến cái hàm này mình rất ít để khi gặp người ta sử dụng, và nếu như trong quá trình mà các bạn gặp thì cũng có thể tra Google nha. Cái này thì do là nó không phổ biến lắm cho nên là mình sẽ bỏ qua, vì trong cái nội dung học cơ bản của chúng ta này thì chưa cần phải sử dụng những cái này. Đấy. Tất nhiên là các bạn nếu có nhu cầu học nâng cao hơn thì cũng nên tự tìm hiểu để mở rộng cái khả năng kiến thức của mình. Bây giờ mình sẽ lần lượt là minh họa từng cặp một. Đầu tiên là cái cặp getCha và cái putCha. Đấy, xem nó như thế nào nhỉ. Đầu tiên là mình sẽ có một cái tự cha. Đấy, sau đó mình sử dụng print này. Sau đó mình lại gán cha CC sẽ bằng cái đó là putCha. PutCha này là cái thằng C. Đấy, thì xem nó như thế nào. Và cuối cùng thì mình lại in lại là cái thằng này là thằng D ACC. Đấy. Đây nhá. In lần đầu tiên.
Đây là in lần thứ hai và đây là in lần thứ ba. Giờ thì sau mỗi lần như thế này thì chúng ta sẽ xem là cái kết quả chúng ta như thế nào. Đấy, cái này thì nên là đây cho sừng n đi. Sừng n đây là lần 3. Đây là lần 1. Đấy, in xong thì sừng n lần 2. Được rồi, bây giờ chạy này. Mình sẽ nhập vào một cái tự e. Đấy, lần 1, lần 2, lần 3 đều cho ra cùng một kết quả. Đấy, tức là gì? Như nãy mình nói với các bạn đó, cái hàm get tra này cho phép chúng ta nhập một ký tự vào từ bàn phím và nó chỉ nhập một ký tự là duy nhất mà thôi. Đấy, nên nó sẽ trả về cái giá trị là mã ASCII tương ứng của cái ký tự được nhập vào. Đấy, thì nó sẽ lưu vào cái giá trị biến tra này. Vậy chúng ta có thể thay cái này là biến d int được nhé. Đấy, cái này có thể thay bằng int được. Với bản chất của tra nó chính là một cái số nguyên. Cho nên chúng ta sẽ có thể thay cái tra bằng int được. Tiếp, sau đó là mình lấy cái thằng cc này bằng put cha của c, tức là mình in ra cái giá trị chứa trong cái biến c, đồng thời lại gán cái mã ASCII của cái giá trị trong tham số này cho cái thằng cc. Đấy, sau đó lại in lại cái thằng cc thì chúng ta sẽ nhận được là cũng là chính cái ký tự trong cái biến c này là cái ký tự mà chúng ta nhập vào từ bàn phím. Đấy, thì bây giờ mình sẽ minh họa luôn cái chỗ này, thay cái này bằng int d. Bây giờ sẽ xem cái kết quả là như nào. Bây giờ nhập vào ký tự k. Đấy, thì ba lần in ra đều là k. Đấy, cái chỗ này thì mình sẽ thay bằng int t thì nó cũng chính là như thế luôn, p. Ba lần đều là p. Đấy, như vậy thì rất là hay phải không nào? Chúng ta có thể sử dụng printf rồi là scanf hoặc là getCha, putCha. Đấy, thì đều dùng được với một ký tự. Bây giờ đến hai cái hàm, cái cặp hàm đó là fget và cái thằng putf. Thằng fget thì sẽ nhận dữ liệu lưu vào cái mảng cha này, và thằng putf thì nó sẽ in ra cái dữ liệu chứa trong cái mảng của chúng ta. Và nếu như cái quá trình mà in thành công ấy, thì cái giá trị trả về nó sẽ là cái giá trị khác không. Còn nếu như nó gặp lỗi, tức là thằng putf này in gặp lỗi ấy, thì nó sẽ trả về cái ký tự ELF, hay là một cái ký tự biểu diễn hay là đại diện cho cái việc là thất bại trong cái trường hợp mà sử dụng cái hàm putf này. Còn cụ thể hơn thì các bạn có thể tham khảo Google. Đấy, có rất nhiều những thông tin mà mình không thể truyền đạt hết với các bạn được về cái nội dung nó giới hạn, cũng như là cái tức là cái mình hướng dẫn này thì chỉ là mang ý nghĩa gợi ý ra để cho các bạn xem là có những cái phần mình gì chúng ta cần phải học. Còn lại thì những cái phần nào nâng cao hơn thì các bạn phải chủ động để học, bởi vì cái này học này nó rất là rộng, cho nên là chúng ta cứ thoải mái mà tìm hiểu. Bây giờ chúng ta kết thúc cái phần ký tự chỗ này và chúng ta chuyển sang cái sâu ký tự. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải có một cái biến sâu str, và mình giả sử là nó có khoảng 15 ký tự. Đấy. Bây giờ này, nếu như mình sử dụng cái getF như cái lần trước ấy, thì mình sẽ thử xem là nó bao nhiêu nhỉ. Mình sẽ sử dụng getS và đây là str. Đó. Bây giờ mình sẽ dùng putS. Put S thì cái này sẽ put S là str để xuất ra cái sâu ra sau khi là nhập. Và bây giờ này mình ở đây là 15 ký tự đúng không? Bây giờ mình sẽ nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ký tự ở nha. 10 ký tự này. Bây giờ nhập tiếp mấy con năm? 1 2 3 4 5 con năm này. Đấy, bây giờ tiếp tục nhập thêm mấy con 9 nữa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem này. Nhập vào bao nhiêu thì được luôn bằng đấy. Nhưng mà nhìn này, cái giá trị tối đa của cái sâu str chúng ta là bao nhiêu? 15. Mà đây bao nhiêu? Quá 15 rồi đúng không? Đây. Bằng này còn 5 là đến 15 rồi, đáng là nó đến cái trước số 5 cuối cùng này này là nó phải ngắt rồi. Đấy, nhưng mà nó không ngắt, như vậy thì bị lỗi tràn bộ đề, bởi vì đây tối đa chỉ chứa được 15. Đấy, nhưng mà nó lại nhồi nhét thêm mấy cái thằng đằng sau này nữa. Đấy, chúng ta giống như là lên xe khách lúc về ăn Tết chẳng hạn. Người ta cố tình nhồi nhét vào trong khi cái số ghế nó có hạn chẳng hạn, hoặc là lên xe buýt giờ cao điểm cũng thế. Đấy, thì cái xe buýt nhìn rất là nặng nề. Đấy, thì cái đấy là gọi là overflow, thì chúng ta sẽ
phải fix cái kiểu này, tức là bây giờ chúng ta là không sử dụng GS nữa vì nó không an toàn đấy, vì nó làm cho tràn bộ điểm rồi đấy, tối đa lưu trữ được 15, nhưng chỗ này nó lại cho quá số lượng quy định đấy, thế này chúng ta sẽ thay thế bằng cái hàm GS FGS. Đấy, FGS này thì đầu tiên cũng vào thằng Ether này, nhập vào thằng Ether, nhập tối đa là bao nhiêu, nhập tối đa là 14, cả 15 là ký tự null đấy, và cái chuẩn nhập vào từ bàn phím là std in đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem là nó bao nhiêu nhỉ, mình nhập 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ký tự rồi nhá, 2 3 4 5 này, tiếp theo mấy con 8 nữa đấy. Bây giờ các bạn xem này, thấy chưa, bây giờ nó đã chuẩn là chỉ nhập vào đúng 14 ký tự, 15 ký tự là tính cả ký tự null đấy, các bạn có thể tự mình kiểm chứng ở đây. Ở đây có 4 con 5 và trước đó thì có 10 ký tự rồi, như vậy tổng là 14 cộng thêm thằng null là 15 đấy, như vậy thì chúng ta không bị cái lỗi overflow nữa đấy. Và cái thằng này ấy thì cũng có cho phép chúng ta đó là nhập dữ liệu vào, nhưng mà nó có thể cách nhau bởi dấu cách ấy. Ví dụ như là thế này chẳng hạn, ha 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 đấy, thì chúng ta thấy này, chúng ta có thể nhập được vào cả dấu cách đấy, rất là hay không nào. Như vậy thì để cho đảm bảo an toàn thì mình khuyến cáo các bạn là từ bây giờ chỉ sử dụng FGS đối với cái nhập sâu đấy, nhớ nhá, chỉ sử dụng FGS thôi. Và cái thằng putS chính là cái này đấy, chúng ta đã cùng nhau thực hiện tìm hiểu xong bốn cái hàm này cùng với hai cái hàm mà chúng ta rất là quen thuộc, đó là prenet và scanf. Như vậy thì chúng ta có tổng cộng bây giờ tính ra là 6 hàm đấy, chúng ta có 6 cái hàm để chúng ta thao tác với ký tự và sâu ký tự đấy. Cái nội dung của mình thì đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn các bạn trong những cái nội dung tiếp theo.